bị mỉa mai không có tư cách, vợ cũ Sát Bình đáp trả cực gắt. Sát Bình không ngại đôi co với dư luận khi bị đề cập đến ồn ào tình cảm. Drama chuyện tình cảm xoay quanh bộ ba nhân vật gồm Phương Oanh, Sát Bình, bà Đào Lan Hương vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trên mạng xã hội, vợ cũ Sát Bình liên tục bị netizen nhắc đến ồn ào chuyện tình cảm. Cây muốn lặng, gió chẳng đừng. Không ít anti-fan để lại nhiều lời lẽ kém duyên. Mới đây, trong một bài đăng của doanh nhân Đào Lan Hương, một tài khoản để lại bình luận, Phương Oanh bảo các con chị thương cô ấy. Còn chị lại tấn công cô ấy dồn dập. Thôi nhé, từ giờ chị chả còn tư cách gì để lên tiếng nữa, chúc chị sớm tìm được hạnh phúc mới. Ngay lập tức, doanh nhân Đào Lan Hương có màn đáp trả đầy tinh tế, chào em gái. Nếu đủ thông minh thì cố gắng quên chị đi em nhé. Quên là một dạng thông minh. Đừng vương vấn những điều được mất trong quá khứ. Quên đi một số chuyện, bạn mới có thể làm những chuyện có ý nghĩa hơn. Quên đi một số người, mới khiến mình yêu một người xứng đáng khác. Càng lớn bạn càng phát hiện ra sự đáng trí chính là cách tốt nhất trên thế giới để bảo vệ bản thân. Quên đi phiền não mới có thể nhường chỗ cho những điều mới mẻ. Quên đi thù hận mới có thể đặt ân tình ở trong lòng. Quên đi tổn thương mới không khiến nước mắt bạn tràn ngập. Quên đi đau khổ mới có thể khiến ta hạnh phúc trở lại. Làm một người đáng trí và chóng quên, luôn nở nụ cười rạng rỡ trên môi. Làm một người rộng lượng, luôn giữ một trái tim nhân hậu. Tối ngày 9 tháng 5, Sát Bình đã chính lên tiếng về vấn đề hôn nhân với doanh nhân Đào Lan Hương. Sát Bình tuyên bố đã hoàn tất các giấy tờ pháp lý về vấn đề ly hôn với doanh nhân Đào Lan Hương cũng như việc phân chia tài sản. Anh cho biết, tôi là tuýp người kín đáo và ít giao thiệp. Ngặt nổi là drama của tôi đã bất đắc dĩ nổ ra theo cách ầm ĩ nhất. Nên đã có mở bài và thân bài thì cần phải có kết luận. Vâng. Sau hơn 3 năm kể từ ngày ký đơn đồng thuận ly hôn và hoàn tất chia tài sản, đến nay tôi và vợ cũ đã thỏa thuận xong việc chia tài sản, bổ sung và hoàn tất thủ tục giấy tờ ly hôn theo quyết định công nhận thuận tình ly hôn của Tòa án Nhân dân quận Hà Đông.